Rồi, hello chào các bạn ạ. Để ngày nay Linh Báo có cái bài gì hay chia sẻ với các bạn ạ. Ngày nay mình chia sẻ với các bạn một bài có cái tiêu đề giá đất nhiều nơi ồn ào, chuyên gia lo sốc đất quay trở lại. Bài này đang lên trang dân trí các bạn ạ. Các bạn vào đây các bạn đánh cái tiêu đề là sẽ tìm ra cái bài này. Để mình chia sẻ với các bạn tình hình sốc đất diễn ra ở một số địa phương như thế nào. Mấy ngày gần đây, chị Hiền, một nhà đầu tư bất động sản đi khảo sát thị trường vùng ven Hà Nội để xuống tiền đầu tư nhưng không dám chốt. Do hầu như giá đất tại những khu vực chị xem như Bắc Giang hay Thạch Thất, Ba Vì, Mê Linh đều thiết lập mặt bằng giá mới. Chị sợ xuống tiền rồi sẽ mắc cạn. Chị chia sẻ các bạn này. Chị xem một lô đất dịch vụ ở Hà Đông, Hà Nội chưa có sổ. Chủ nhà rao bán với giá là 1,7 tỷ đồng, chỉ có 50 mét vuông thôi. Đất chưa sổ mà với giá như thế này nó bạn là còn hơn cắt cổ nữa các bạn. Trong khi mấy tháng trước là chỉ có 1,3 tỷ đồng thôi. Còn nhiều mảnh đất ở Ba Vì, Hà Nội trước đây giá chỉ 2 đến 3 triệu đồng một mét vuông, bây giờ đãi lên 3 đến 5 triệu đồng một mét vuông. Chỉ trong vòng mấy tháng thôi mà nói bạn lên lên một giá đến hai giá rồi các bạn ha. So với đầu năm nay, hiện giá đất nhiều nơi vùng ven Hà Nội tăng gấp 2 lần. Nhiều nơi có mức tăng bình quân khoảng 20 đến 50%. Anh Nhĩ, một nhà đầu tư khác cũng kể mới chứng kiến sự thay đổi về giá của nhiều khu đất phân lô bán nền tại Hòa Lạc do một đại gia làm chủ. Khoảng 6-7 tháng trước đây, có vùng giá thu gom 10 đến 11 triệu đồng một mét vuông. Hiện bây giờ đồng loạt chào bán gần 20 triệu đồng một mét vuông. Các bạn biết là giá tăng gần gấp đôi. Khi đợt dịch bùng phát lần thứ tư được kiểm soát, nhiều nỗi lo về sốc đất lại bùng lên. Và thực tế qua khảo sát ghi nhận một số nơi có dấu hiệu nhen nhóm đất sốc trở lại. Đây là cái hình ảnh người ta đi mua đất đem thành đóng tiền đó các bạn này. Này cắt ra từ một cái clip đây. Đó, các bạn thấy tiền mới xét như giấy. Trên một số diễn đàn về bất động sản, những hình ảnh chen chúc nhau ở các phiên đấu giá ở Bắc Giang cũng được chia sẻ. Mới đây phiên đấu giá 98 lô đất ở khu Lạng Giang diễn ra tấp nập, thu hút được 495 khách hàng với 1.788 hồ sơ. Kết thúc phiên đấu giá, kết quả 98 lô đất đều có khách trả với tổng giá trúng hơn 338 tỷ đồng, tăng so với giá khởi điểm hơn 201 tỷ đồng. Thôi các bạn thấy số tăng hơn gấp đôi luôn các bạn. Không chỉ ở khu vực ven Hà Nội, Bắc Giang nhiều địa bàn cũng phản ánh tình trạng sốc sình sịch như Vũng Áng, Hà Tĩnh, Đông Hà, Quảng Trị, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Câm Lâm, Khánh Hòa. Bảo Lộc, Câm Lâm, Khánh Hòa mình chia sẻ các bạn rồi đó. Đợt vừa đầu Đông Hà Quảng Trị cũng có sốc đất đó các bạn. Đợt vừa rồi sau khi nghe thông tin công ty Vincom đây các bạn này, một công ty con của tập đoàn Vingroup trúng thầu được cái lô đất gần 440 tỷ đồng các bạn này. Thì đất toàn bộ khu vực vang cái dự án này nó sôi động lên, nó sốc đất các bạn. Thì nôm na là nó ăn theo dự án, các bạn hiểu là như vậy, chứ còn tất cả dự án này là đều nằm ở trên giá hết trơn. Chỉ nghe thông tin như vậy thôi mà đất cũng đã sốc rồi các bạn. Đó là một cái thực trạng rất là chung của những cơn sốc đất ở Việt Nam đó. Chuyên gia lo ngại sốc đất qua trở lại gây nhiều hệ lụy. Trao đổi với dân trí, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cũng lo ngại sốc đất quay trở lại. Ông thừa nhận có nhiều dấu hiệu đang bắt đầu cho thấy điều đó. Diễn biến thị trường hiện nay là hệ quả của tình trạng khan hiếm nguồn cung trên thị trường. Các dự án vướng mắc, toàn án binh bất động, cực kỳ ít dự án mới ra. Trong khi đó nhu cầu đầu tư rất lớn. Các nhà đầu tư tận dụng cơ hội này, nhiều sản phẩm bất động sản ra đời không theo chủ trương quy hoạch phát triển nào cả. Việt Nam mình đầu tư tùm lum tà lá hết các bạn. Ông Đính dẫn chứng về tình trạng ở Thạch Thất, Ba Vì với những hiện tượng về phân lô bán nền diễn ra phức tạp. Một nhóm hoặc một cá nhân đứng ra gom đất
Sau đó chia ra nhiều lô, theo ông luật pháp không cấm nhưng lại không phù hợp với quy hoạch, ảnh hưởng đến sự phát triển chung của địa phương. Cái này đúng đó các bạn. Một cái đô thị do cho một tập đoàn làm, như bạn biết người ta làm rất bài bản, trong đó có đầy đủ hệ thống giao thông, điện nước, rồi những cái tiện ích để phục vụ cho một cái cộng đồng dân cư. Còn tình trạng gom đất nhiều cái lô nhỏ thành một lô lớn, sau đó người ta chia lô nhỏ ra để cho nó dễ bán các bạn nha. Những cái nơi đó như bạn biết là người ta làm hạ tầng lôm côm lắm, không đau và đau ra đó. Cũng không thêm một cái quy hoạch nào hết. Nên cuối cùng nói bạn là nó thiếu thốn đủ thứ. Sau này địa phương đó quản lý không chặt, nói bạn là nó rất là lôm côm. Hạ tầng không có, dân về ở nó bạn là cũng rất là khó ở. Sau này có giải tỏa đền bù để làm một dự án, mình nói bạn cũng rất là khó khăn. Theo phân tích, nếu số lô này trong tình trạng đầu cơ, mua xong để đó cỏ mặt ông tùm thì gây lãng phí nguồn lực. Còn giả sử người dân về ở, số dân tăng lên trong khi hạ tầng ở địa phương này chỉ có vậy, sẽ dẫn đến tình trạng quá tải. Chưa kể phân lô bán nền như hiện nay còn đãi giá, thổi giá gây sốc đất, gây hệ lụy không tốt cho địa phương. Tình trạng này xảy ra rất là nhiều rồi các bạn ạ. Ngoài ra thấy ông vừa qua còn có tình trạng dự án sang đồi, sang ruộng, vi phạm pháp luật, xâm phạm đến tài nguyên quốc gia, gây bất ổn địa phương. Giá trị đất đai tăng lên đột biến, không có lợi cho sự phát triển kinh tế khác. Cái này mình đã có rất là nhiều bài chia sẻ các bạn ạ. Ví dụ như đợt vừa rồi xảy ra tình trạng sang những cái ngọn đồi ở thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng đó. Hiện bây giờ thanh tra đang điều tra ở đây các bạn này. Hay là ở Khánh Hòa đó các bạn này. Đợt vừa rồi cũng có hiện tượng sốc đất ở Khánh Hòa đó. Nói các bạn là những cái vùng đất mà để nuôi trồng thủy hải sản rất là đẹp. Bây giờ cứ bán đất cho các nhà đầu tư sang lấp hết trơn, rất là ổn, rất là tiếc các bạn. Một cái vùng đất chúng ta biết khai thác du lịch là rất tuyệt vời. Nó vừa giữ lại cái bản sắc, nó vừa giữ lại cái vẻ đẹp hoang sơ, khai thác lâu dài, chứ còn bây giờ đổ đất vào không may ở ấy. Thời gian đất hoang hóa hư hỏng hết các bạn. Nói các bạn những địa phương nào quản lý không chặt là để là hệ lụy rất là lâu dài. Đó, các bạn tìm đọc thêm tờ báo này có nhiều thông tin hay lắm các bạn. Ở qua cái bài này mình có một vài ý mình chia sẻ với các bạn như thế này. Hiện bây giờ lực lượng môi giới của chúng ta và các nhà đầu tư đang ngày càng mạnh mẽ hơn rất là nhiều so với hơn chục năm trước đây. Bây giờ buôn bất động sản người ta đi theo đội nhóm các bạn. Bây giờ có rất nhiều nhóm. Mà tài chính bây giờ cũng rất là mạnh các bạn. Một hoặc là vài nhóm người ta gộp lại có thể làm sôi động cả một vùng. Nếu khu vực đó có cái dự án hoặc là có cái thông tin gì ấy, là họ sẵn sàng về đó người ta tạo sóng, người ta làm thị trường. Sau đó người ta rút đi, người ta lại sang những địa phương khác. Cái quy trình nó cứ lặp đi lặp lại như vậy các bạn. Hồi xưa các bạn biết là chờ cái ông dự án cũng ra, cũng bán hàng ra thì mới sôi động. Bây giờ những cái đội môi giới người ta làm còn tranh như vậy đó các bạn. Dự án là một phần thôi, còn tự bản thân họ, tự cái nhóm của họ người ta sẽ tạo sóng. Chỉ cần có thông tin thôi là đã tạo sóng được rồi. Bây giờ những cái dự án bán nó bạn cũng nhờ những cái đội nhóm này người ta làm thị trường các bạn. Chứ không anh mở ra anh bán mà không có những cái đội môi giới này nó làm thị trường, nó bạn bán cho ma, không bán được cho ai ra, hoặc là anh bán không có được giá. Thời gian gần đây mình có cảm giác các bạn này, tình hình ở phía Bắc á, có vẻ nó nóng sốt hơn ở phía Nam. Có khi là thời thế nó đã có sự thay đổi rồi. Các bạn để ý các vùng ví dụ như là Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, một hai năm gần đây xảy ra rất là nhiều cơn sốt đất. Hay là Bắc miền Trung là có Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, những năm gần đây các bạn biết là sốt đất liên tục. Một phần là những cái vùng phía Bắc này á,
hiện bây giờ đang đầu tư rất là mạnh mẽ về hạ tầng. Ở Hà Nội như bạn biết, đầu tư hạ tầng rất là khủng khiếp. Những cái đường vành đai liên tục được mở ra kết nối những cái địa phương xung quanh ở thành phố Hà Nội đó. Cho nên những thành phố mà vệ tinh của Hà Nội nên là được hưởng lợi từ sự phát triển hạ tầng. Hay là những con đường cao tốc từ Hà Nội đi các tỉnh bây giờ là cơ bản đã mở ra rồi đó các bạn này. Đường cao tốc đi về Thanh Hóa hiện bây giờ cũng đã cơ bản hoàn thành rồi đó. Rồi đi một số tỉnh khác nữa. Tiền hiện bây giờ là có xu hướng chảy về phía Bắc các bạn. Miền Nam thì chảy về phía Nam. Vài năm gần đây thì có xu hướng chảy về phía Bắc lại rồi. Nguyên nhân thì mình nghĩ có sự phát triển về hạ tầng đó. Và có một điều rất là quan trọng để mình nghĩ đó là ở vùng đất này có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức ở thượng tầng các bạn này. Hiện bây giờ tứ trụ của chúng ta các bạn biết là phần đa nằm ở ngoài phía Bắc ấy. Một người thì quê ở Nghệ An, một người là quê ở Thanh Hóa, một người là quê ở Đông Anh Hà Nội. Theo quy luật như bạn biết là ở địa phương nào mà có tứ trụ thì những dự án nó về đó người ta làm rất là mạnh mẽ. Ở Việt Nam thì hay có những truyền thống như vậy các bạn. Thì mình nghĩ tầm tầm cỡ Nam Nam cũng quần đã đời sương gió rồi, anh cũng ôm tiền anh cũng chạy về Nam thôi chứ không đi đâu hết trơn á. 10 năm trước thì anh chạy về phía Nam quần đã đời sương gió rồi, cái là đất ở phía Nam hiện bây giờ nó cao rồi. Bây giờ ở phía ngõ người Bắc là thành vùng trũng tiền nước, tiền chảy về đó thì tiền chảy về đó thì tầm tầm cỡ 5 năm nữa thì cái vùng kia lên tiền cao thì cuối cùng là anh ôm tiền chạy về Nam lại. Anh sẽ quằn miết cái thôi, không đi chạy đâu trật cái trời. Các bạn để ý xem. Tiền giống như nước các bạn này, không tìm chỗ trũng nó chạy. Nó tóm lại đất hiện bây giờ nó sốt nó mang chắc cục bộ thôi các bạn. Chứ không phải là sốc trên diện rộng. Như các bạn biết hiện bây giờ nền kinh tế của chúng ta đang trong giai đoạn hồi phục. Mất ít nhất là phải vài ba năm sau nữa nền kinh tế của chúng ta mới phát triển một cách mạnh mẽ. Thì lúc đó bất động sản sẽ tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa. Và nó sẽ đạt tới mức phát triển cực thịnh. Có nghĩa là thời kỳ sốc nóng. Những chu kỳ này nó khác với những chu kỳ trước các bạn. Những chu kỳ trước như bạn biết là chúng ta rất là phụ thuộc vào cái chu kỳ kinh tế, nhưng hiện bây giờ các bạn biết chu kỳ kinh tế nó như thế nào đi chăng nữa, những cơn sốc đất cục bộ nó vẫn xảy ra. Mà hiện bây giờ nó xảy ra khá thường xuyên đó các bạn. Thì cơ bản là những cái đội môi giới hiện bây giờ người ta hoạt động rất là mạnh, tiền nhiều, họ có khả năng tự tạo ra thị trường cho chính bản thân của họ, chứ không còn phụ thuộc như ngày xưa nữa đâu các bạn. Các bạn để ý các bạn thấy họ đủ sức, người ta tạo nên một cái không khí sôi động để lôi kéo các nhà đầu tư khác, những nhà đầu tư cá nhân, các nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia thị trường. Thì cơ bản là họ cũng kiếm lời thôi. Những nơi nào mà có vùng giá thấp, những địa phương nào phát triển mạnh về hạ tầng, hoặc là có những cơ chế đặc thù thu hút được những cái dòng vốn FDI phát triển mạnh các khu công nghiệp, thu hút được những cái tập đoàn lớn bất động sản về làm dự án, làm những khu đô thị, làm những khu du lịch, thì bất động sản ở đó nó tăng giá rất là mạnh mẽ. Ví dụ như thời gian vừa qua các bạn biết là Thanh Hóa là một trong những hiện tượng đó. Tập đoàn Vingroup, Sinh Group về đây người ta đầu tư rất là mạnh. Trước đó là có FLC rồi. Thời gian gần đây là các bạn biết là ở Hà Tĩnh, Nghệ An cũng đã có nhiều dự án về đây người ta làm rồi. Thì những cái vùng đất nào mà còn có những phong cảnh đẹp, còn hoang sơ, nền giá còn thấp, ở nơi nào mà các đại bàng lớn về đó làm dự án á, thì sẽ lôi kéo rất nhiều nhà đầu tư chạy về đây để cùng với đại bàng này làm cho thị trường ở đó nó sẽ sôi động. Sơ mình nhận chứng cho các bạn ở Quảng Trị hồi xưa giờ các bạn ít khi nghe sốc đất lắm, nằm một cái vị trí nó không thuận lợi,
Nhưng đợt vừa rồi chỉ cần nghe một công ty con của tập đoàn Vingroup này đấu thầu trúng một vị trí đất sau này làm dự án một khu đô thị, thì các bạn biết toàn bộ khu vực đó nó tạo nên những cơn sốc đất. Thì những địa phương khác nó cũng y như vậy, không khác gì đâu các bạn ạ. Cùng công thức như nhau hết. Các bạn để ý những cơn sốt đất là nó có nhiều nguyên nhân, và nôm na thứ nhất là công bố quy hoạch của địa phương nè. Thứ hai là những ông lớn về làm dự án nè. Thứ ba là lòng đường, lòng cào nè. Đó, các bạn để ý những cái thông tin như vậy là đất nó sẽ tạo nên những cơn sốt. Những người nhanh nhạy, lanh tay lại ăn mát thì bán ở tại thời điểm này là cũng có được những cái lợi nhuận rất là tốt. Nói chung là mình cũng không khuyến cáo các bạn nhảy vào trong lúc thị trường giàu sâu lửa bỏng như thế này. Vào thì được, nhưng vấn đề là rút ra cho nhanh. Chứ không mà vào đây mà ôm luôn rồi có nguy cơ cũng chết chìm đó các bạn. Tại vì để triển khai một dự án mà nó hất bạn tốn rất nhiều thời gian, chứ không hề đơn giản đâu các bạn. Có khi là 5 năm trở lên. 5 năm như bạn biết, nhốt vào đây rút tiền không ra. Trong khi những khu vực khác đất là tăng giá, mà khu vực ở đây nó chìm xuống, nó không tăng giá, thành ra nó bị cọp ở đây. Nhiều người đã bị dính rồi các bạn. Thì tóm lại chúng ta mua cái đỉnh thì lúc nào nó cũng bị thiệt thòi rồi đó. Các bạn nhớ vậy như vậy. Rồi, bye bye chào các bạn ạ. Các bạn nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé. Bye bye chào các bạn.